Vâng, trận thi đấu thứ hai rất hay dành cho Hoàng Anh và Chim Sẻ trong trận thi đấu đầu tiên ở thể loại hôn mã vừa rồi. Hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ. Đây là màn hình máy tới từ game thủ Chim Sẻ Đi Nắng. Bãi quả này thì không cãi vào đâu được rồi, nhưng mà lại chưa ăn. Thế mới hay, đang đi tìm voi hiêu. Vâng, lại tìm ra bãi quả này trước, và đi xử lý như nào tùy vào kỹ thuật viên nha. Ông ấy ăn bãi quả nào trước thì đấy là việc kệ. Bốn voi dành cho game thủ Chim Sẻ, quá tuyệt vời dành cho game thủ Chim Sẻ Đi Nắng. Quá tuyệt vời trong một bài đẹp nữa dành cho game thủ Chim Sẻ. Nhưng dừa nhiều khả năng trận này Chim Sẻ sẽ đánh hôn mã. Chim Sẻ sẽ đánh hôn mã trận thi đấu này. Tìm ra hai bãi quả cùng lúc, chết trận. What? Không thể tin nổi là Chim Sẻ để chết dân trong tình huống cầu voi vừa rồi. Voi quay đầu và nó hút ba phát thông. Vâng, làm ba nháy và nông dân nằm xuống trước sự bất lực của tất cả những đồng đội. Vâng, những chiến hữu của con nông dân nằm xuống. Một phút mặc niệm bắt đầu. Vâng, đang rất hay vì bài đẹp dành cho game thủ Chim Sẻ với bốn voi và hai quả thì em để chết một con nông dân. Nhưng không sao, bình thường là 23+1, còn bây giờ sẽ là 22+1. Thế nhưng các bạn có thể biết rằng một con nông dân chết ở thời điểm trước phút thứ hai nó ảnh hưởng như thế nào tới lực của một trận thi đấu. Chết ở con dân thứ 23 nó khác hoàn toàn với chết ở con dân thứ 6. Vâng, con voi ngà quá dài. Ăn quả nào đây? Nếu hai quả 6 thì xử lý là đẹp nhất dành cho các khán giả. Tôi nghĩ là như vậy. Nhưng quả này là quả 7. Quả này là quả 7. Quả kia cũng chưa nhìn thấy hết cây. Kỹ thuật viên xử lý như thế nào thì đấy là việc của kỹ thuật viên. Mình not có quan tâm. Hiệu 4 ở cạnh với chiếc S đầu. Hỗn mã thôi. 22 dần. Hơi đáng tiếc khi chết dần. Nhưng không sao. Cố gắng nào. Rồi, xem màn hình Hồng Anh xem ra sao. Đây là màn hình máy của Hồng Anh. Dường như cũng là ăn hiệu voi trước chăng? Cũng là ăn hiệu voi trước. Và đây là bãi quả đầu. Vâng, xấu kinh hồn bạc vía. May đây là xeng. Không phải là xeng chắc là thôi. Đáng lòng. Quay lại với Sẻ, một bài đẹp. Xem Sẻ công hiến thêm một bãi quả nữa dành cho Sẻ. Liệu công hiến không? Công hiến đi, một cánh rừng dừa, công hiến đi. Đánh công thế nào là bài này? Bài là bài hôn mã của game thủ Chim Sẻ. Lên cực sớm, sau đó là tạo đột biến. Cố gắng lên nào. Hai kèo đã để thua rồi. Và kèo này thì khán giả đang rất muốn có một kèo thắng để gỡ gạc. Cố lên. BB và là một bài dâng nhà. Đúng là phải như vậy. Vâng, không chết dần thì sẽ là 23 dần cộng 1. Mà chết dần thì chỉ là 22 thôi. Quan trọng là vẫn kích đời mắc binh. Lực sẽ yếu hơn do dần chết từ quá sớm. Chết ngay từ đầu. Dâng cực cao dành cho game thủ Chim Sẻ Đi Nắng. Dâng cao thì khỏi cần phải nghĩ. Cùng xem Sẻ sẽ dâng như thế nào. Đây là một chiếc nhà BL và ăn hoang thêm một bãi quả nữa. Kích chặt gỗ và đóng chiếc BS cạnh với nhà dâng.
vẫn còn bãi quả nữa, vẫn còn rất nhiều quả dành cho sẻ trong trận thi đấu này. Cứ bình tĩnh. Một bài lên đời đột biến từ chim sẻ. Chúng ta đang chờ đợi vào sự đột biến từ sẻ để mang về chiến thắng thứ hai dành cho các game thủ bên phía team của Việt Nam. 2L2A, đó sẽ là bài sở trường tới từ game thủ chim sẻ. Chỉ sợ là gỗ yếu thôi. Lo lắm là gỗ yếu. Gỗ sẽ yếu. Chọc chéo chăng? Chọc chéo cho cánh của game thủ Hồng Anh. Kích bánh xe. Đóng nhà BA. Sóc dần ra em. Vẫn còn bãi quả nữa đèn hoàng. Đây là nông dân tới từ game thủ Đổ Thánh. Nâng công khi đang thừa lực cực. Đổ Thánh có bãi quả gần nhà mà không thèm ăn. Thế mới sợ. Đây là nhà của game thủ Hồng Anh cũng dâng. Úi giời. Úi trời ơi là trời. Hai người dâng nhà. Hai người dâng nhà đánh công hiến. Hồng Anh là do quá nghèo nên dâng nhà. Chim sẻ thì lại quá giàu nên cũng dâng nhà. Vâng, phong cách dâng tất tần tật lên dành cho hai game thủ của AOE Việt Nam. Một phong cách rất dị tới từ hai game thủ trẻ của AOE Việt Nam. Còn đây là Tiểu Thủy Ngư cũng 2L và 2A. Chúng ta cùng xem. Vâng, bãi quả này vẫn còn rất nhiều đồ ăn dành cho sẻ. Sẻ sẽ sắp đều khoảng 10 tôn trong trận thiếu này. Chưa có bánh sẻ dành cho game thủ Tiểu Thủy Ngư. Cái gì thế này? Vâng, đúng thời điểm có bánh sẻ. Đúng thời điểm có bánh sẻ thì những con sọc đơn và những con cung đờ được đẩy tới. Trời ơi là trời. Một pha ép đời đẳng cấp tới từ game thủ chim sẻ. Và bây giờ liệu có lợi thế ở thời điểm ban đầu hay không? Bắn đi, vẩy ê, vẩy ê, vẩy ê. Vẩy ê bắn đi chết chắc tôn đấy rồi. Vâng, vẩy ê đúng cái thời điểm mà tiểu vâng game thủ Tiểu Thủy Ngư vẩy ê thì ngon quá. Bây giờ thì vẫn chưa có một tôn quân nào ra tới từ game thủ Tiểu Thủy Ngư. Vâng, có rồi. Có rồi thì chim sẻ cũng sẽ chơi luôn. Hồng Anh cần phải ôm bom được Đổ Thánh. Trong khi đó cánh bên này chim sẻ đang củ hành game thủ Tiểu Thủy Ngư. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu chim sẻ có cân được Tiểu Thủy Ngư không? Có hạ gục được Tiểu Thủy Ngư trong tơn này không? Những con nông dân của game thủ Tiểu Thủy Ngư đang nằm xuống. Nó liên tục nằm xuống. Hay rồi. Tương đối hay. Có chơi luôn tơn này không? Chim sẻ đang gọi hội. Vâng. Mày. Vâng, một tơn gọi hội tới từ game thủ chim sẻ. Gọi ngay anh em nhà mình tới. Dù ngay anh em mình tới rồi. Ăn được rất nhiều quân và cả dân tới từ game thủ Tiểu Thủy Ngư. Bốn nhà quân vẫn đang sắp đều. Nhưng bắt đầu bị Đổ Thánh công vào ở những bãi ăn hoang. Còn đây là màn hình máy của game thủ Hồng Anh. Hồng Anh timeline chỉ là 33/52. Và khi mà Đổ Thánh đã có một tơn chéo thì Hồng Anh quyết định công vào nhà đổ. Vâng, của game thủ Đổ Thánh luôn. Nhà Đổ Thánh cũng cực kỳ xấu với những cánh rừng dừa. Nhưng Hồng Anh cần phải sắp được đều những nhà quân của mình nếu như ngon nghẻ. Còn đối với game thủ chim sẻ đi nắng. Vâng, chuyển lại với màn hình máy của game thủ chim sẻ. Đây là timeline 43/48 đang bị bắt quân nhưng lại tiếp tục là gọi hội vào. Anh em tao tới nơi rồi. Pha vẩy e và bắt một nửa đạo quân tới từ game thủ Tiểu Thủy Ngư. Này, vẫn còn quay lại à? Timeline là 43. Nhưng hãy cẩn thận, Đổ Thánh là người đang đi khiến cho game thủ chim sẻ mất những địa chỉ làm ăn hoang. Nhưng Tiểu Thủy Ngư cũng đã phải bung nhà rồi. Một thế trận không ai có nhà chắc cả. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem hai game thủ của Việt Nam chúng ta có quản map tốt hơn hay không. Timeline là 45/44 dành cho game thủ chim sẻ đi nắng. Đóng thêm những chiếc nhà BE. Liệu có phá hết nhà quân của Tiểu Thủy Ngư không hay sẽ đi quản map luôn? Nhiều khả năng sẽ là đi quản map luôn dành cho game thủ chim sẻ. Chéo sang nhà Đổ Thánh để kết hợp cùng với Hồng Anh. Kết liễu trận thi đấu này luôn chăng? Timeline của Hồng Anh vẫn đang giữ ổn định ở mức 3x. Vâng, nó là 30/52. Đang công vào nhà của Đổ Thánh tơn này. Có một con dốc, nhưng liệu có lợi thế được ở con dốc này hay không? Vâng, chim sẻ sang rồi. Tiếp tục gọi hội. Vâng, những trận đấu mà các game thủ bên phía Việt Nam đang phối hợp rất tốt với nhau. Và đây là bánh mì kẹp xúc xích rồi. Vâng, Đổ Thánh chỉ còn biết cách xách giỏ lên và chạy thôi. Cả quân cả dân chạy cùng lúc. Vâng, Thánh phá cả BB, phá cả BE, chạy cho nó nhanh. Trong cái đó màn hình máy của game thủ Hồng Anh hình như không nở được thêm quân nữa. Thánh đang kéo toàn bộ quân về để mà thủ. Trong lúc này thì Tiểu Thủy Ngư có lẽ đang đi quản map, quản những con nông dân tới từ game thủ chim sẻ. Đây là màn hình máy timeline 46/56 tới từ game thủ chim sẻ nắng đang ốp ở phía nhà BA của game thủ Đổ Thánh. Thực thì đang nhiều, gỗ thì không có. Bơm cho Hồng Anh một tí, Hồng Anh hồi hồi đi. Vâng, bơm cho Hồng Anh tí mà Hồng Anh hồi hồi đi. Còn đây là pha quản map tới từ game thủ Tiểu Thủy Ngư. Vẫn biết là như vậy, Tiểu Thủy Ngư trong lúc mà chim sẻ đang bận đi sang nhà Đổ Thánh thì sẽ quản map cực kỳ hay. Chắc chắn là như vậy rồi.
Đây là một trận thi đấu mà chim sẻ vâng bắt đầu mất tham. Tham lai chỉ còn lại 3x ở thời điểm này. Đây là những trận thi đấu mà các game thủ cần phải quản map cực kỳ tốt. Ai quản map tốt hơn thì bên đó sẽ có lợi thế và sẽ là người giành chiến thắng. Một tơn một quân của Tiểu Đường Ư lại vào quân của game thủ chim sẻ. Rất căng thẳng. Chưa thể nói trước được thế trận của trận thi đấu này, mặc dù sẻ đã mất hơn chục tham kể từ bấy đến bây giờ. Cả dân và cả quân không có tình huống phải e tới từ game thủ chim sẻ. Còn đây là màn hình máy tới từ game thủ Hồng Anh. Tham lai cũng đang bằng chim sẻ. Tham lai là 3x. Vâng, giữ từ đầu cho đến cuối. Cũng đang bị game thủ Đổ Thánh quản map rất ghê. Không thể nói trước được gì trong thế trận như thế này cả. Đổ Thánh đang có một đạo quân to để ở phía khu vực nhà mình để bảo kê cho những chiếc ruộng ấm ở xung quanh khu vực nhà, xung quanh khu vực nhà chính. Trong khi đó Hồng Anh và game thủ chim sẻ đang đều điên hoang. Cả Tiểu Tử Ngư có lẽ cũng vậy. Tham lai tụt xuống con 28 dành cho game thủ Hồng Anh. Còn đây là tham lai 34 tới từ game thủ chim sẻ. Quản game thủ Tiểu Tử Ngư đi. Tiểu Tử Ngư đang ăn lại bãi, vâng, ăn lại bãi quả ở khu vực nhà chính của mình. Vâng, Tiểu Tử Ngư vẫn đang còn quân. Tơn đó nếu như cứ để cho game thủ Hồng Anh quản Đỗ Thánh liệu có được không nhỉ? Tức là Hồng Anh, vâng, chim sẻ sẽ giết hẳn game thủ Tiểu Tử Ngư bằng cách đi quản map, chạy theo những hướng nông dân mà game thủ Tiểu Tử Ngư đi. Nhưng bây giờ thì thế trận lại tự nhiên bỗng thành khoai khi Hồng Anh không có bom được Đổ Thánh. Trong khi đó thì chim sẻ đã bị một tuần chéo tới từ game thủ Đổ Thánh chéo sang, khiến cho lực của game thủ chim sẻ cũng đã bị yếu dần theo thời gian. Còn nếu solo thì Tiểu Tử Ngư thua hẳn chim sẻ trong tuần vừa rồi rồi. Tham lai chỉ là 35 dành cho game thủ chim sẻ. Cố gắng ăn những con nông dân tới từ game thủ Tiểu Tử Ngư. Hồng Anh tham bao nhiêu? Hồng Anh tham 33. Như vậy hai game thủ bên phía của AOE Việt Nam tham lai rất cân phèo. Đang kene để tìm những địa chỉ làm ăn tới từ game thủ Đổ Thánh và đi móc máy. Tham lai 34 chỉ có ăn hoang thôi. Sóc từng, vâng, vói từng con quân một. Và nhà A đang bị game thủ Đổ Thánh đốt. Đang bị đốt nhà quân trong tình huống này. Trong khi đó đây là màn hình máy của game thủ chim sẻ. Tham lai chỉ còn là 28. Bây giờ ôm lại Tiểu Thủy Ngư cũng khó. Tiểu Thủy Ngư hồi lại quá nhanh. Đó là sức mạnh của Tiểu Thủy Ngư. Rất đáng tiếc trận này đột biến như vậy rồi. Nhưng cánh bên kia thì Hồng Anh lại hơi yếu. Vâng, cánh có trận nào Hồng Anh ngon thì chim sẻ lại bài xấu. Đúng là AOE nó có ngày và nó có cả sự may rồi. Bây giờ thì Đổ Thánh đang sang cứu Tiểu Thủy Ngư. Cả Hồng Anh chim sẻ nhưng Tiểu Thủy Ngư quyết định chạy và chờ đợi đồng đội của mình sang cứu vớt. Tham lai chỉ là 27 trên 56 dành cho game thủ chim sẻ. Được bơm 100 thực tới từ game. Vâng, pha vẩy e tốt. Pha vẩy e tốt. Liệu có được hay không? Tiếp tục là pha vẩy e tốt. Vẫn là pha vẩy e tốt. Nhưng nông dân bao nhiêu máu vậy à? Rồi, bắn mãi không thấy chết. Vâng, ăn được khá khá. Khoảng 6-7-8 dân của game thủ chim sẻ. Thế nhưng Đổ Thánh bây giờ thì nhiệm vụ của anh ta là đi đốt nhà quân của Hồng Anh. Và sau đó bị đốt nốt nhà quân của game thủ chim sẻ. Vâng, đốt gì mà đốt khỏe vậy. Đây là một tơn dân nữa tới từ game thủ Tiểu Thủy Ngư. Pha vẩy e tương đối ổn. Nhưng dân chạy là quá nhanh. Bây giờ thì mất hết nhà quân rồi. Vẫn không chuẩn trong pha vẩy e này. Mất hết sạch nhà quân dành cho chim sẻ cũng như là game thủ Hồng Anh. Pha vẩy này liệu có được hay không? Dân của Tiểu Thủy Ngư đang bị chim sẻ chặn một cách không thương tiếc. Thế nhưng không còn nhà quân thì vâng, Hồng Anh ngồi này. Hồng Anh ngồi. Hồng Anh cá hồi. Và xây lại nhà quân ở một địa điểm nào đó đi. Hai nhà BA được xây ra. Như vậy là đủ rồi. Đủ để mà chơi. Vâng, mình cứ đủ dùng thôi. Vẫn còn cơ hội. Tham lai không ai xem. Quay trở lại với màn hình máy chim sẻ. Tham 30 ở thời điểm này. Lại chăn dân của game thủ Đổ Thánh trong tơn này. Hay lắm sẻ ơi. Rất tốt. Vâng, bắt cả quân của Tiểu Thủy Ngư không? Không phải là bắt. Tơn này chơi được. Lùi lên dốc và chơi được. Rồi, ăn dân của Đổ Thánh cho nó chạy. Thời điểm này ai ăn được nhiều dân hơn người đấy ngon. Và chưa thể biết thế nào được. Vâng, lối đánh rất giống với Việt Nam chống Mỹ. Đánh du kích thôi. Bây giờ chúng ta không đấu quân trực diện nữa rồi. Chúng ta cứ đánh kiểu du kích hét Bona thôi. Vâng, Đổ Thánh to nhất trên bản đồ. Hồng Anh và chim sẻ ngang với Tiểu Thủy Ngư. Vẫn đang là một map khoai. Vẫn đang là một thế trận mà Đổ Thánh và Tiểu Thủy Ngư khoảng 6. Còn chim sẻ và Hồng Anh chỉ rơi vào khoảng 4 thôi. Tham đang bị đè 6-4. Thế nhưng đây là thời điểm mà Tiểu Đường Ngư rất ít dân. Rất ít dân. Còn đây là màn hình máy của game thủ Hồng Anh. Tham lai 34-44 vẫn là điên hoàng. Tiếp tục ăn dân của game thủ Đổ Thánh ở khu vực nhà chính. Vâng, sẻ Hồng Anh cùng phát triển. Trong khi đó bên kia thì
lượng sân của game thủ Đồ Thánh và game thủ Tiền Đường Ngư không nhiều, vẫn còn cửa để mà chơi. Một trong những tên du kích rất hay tới từ game thủ Hồng Anh và game thủ Chim Sẻ trong một ít phút qua. Còn đây là, vâng, khi Hồng Anh tụt xuống còn 31, vâng, còn 28 thì game thủ Chim Sẻ, vâng, cũng chỉ là 29. Timeline vẫn là to dành cho hai game thủ bên phía AOE Trung Quốc. Một đều trong thể loại xe hôn mã. Hồng Anh lên muộn quá trận này.